Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay đã quay lại với kênh của Mr. Zero. 19 tuổi, Messi đã hành hạ Roberto Carlos lên bờ xuống ruộng. Năm 19 tuổi, Messi đã ghi bàn tại World Cup ở tuổi teen trên 20 và 30 tuổi. Cụ thể, năm 2006, khi anh mới 19 tuổi, anh đã nổ súng lần đầu ở sân chơi World Cup, góp phần giúp đội tuyển Argentina đè bẹp Serbia với tỷ số 6-0. Tiếp đó, Messi còn làm điều này 5 lần tại World Cup 2014 và 1 lần tại World Cup 2018. Ngoài ra, năm đó anh còn hành hạ tiền bối Roberto Carlos lên bờ xuống ruộng trong trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona. Cùng quay lại 14 năm trước để xem tài năng lúc trẻ của Messi nhé. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Hey. お前はもう死んでいる。 Bình thường chỉ có số đo 3 vòng, nhưng riêng Roberto Carlos, người ta phải tính tới vòng thứ 4, vòng đùi. Anh là một trong những cầu thủ sở hữu vòng đùi to nhất trong thế giới túc cầu thời điểm đó, 61cm. Đó là lý do vì sao người ta gọi huyền thoại người Brazil là dị nhân. Trong mỗi trận đấu, chàng dị nhân ấy luôn để lại nỗi ám ảnh khủng khiếp cho đối thủ bằng những cú sút phi đạn, và việc các cầu thủ đối phương ngại tiếp xúc với anh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không có bức tường nào là không thể bị cản phá. Vào một ngày trời mưa cuối thu năm 2006 ấy, một tài năng trẻ chớm nở và được người ta gọi với cái tên mỹ miều là Thần Đồng đã có trận đối mặt với hậu vệ xuất sắc nhất thế giới bóng đá. Đó là lần đầu tiên người ta thấy được dị nhân của Real Madrid bị một thằng nhóc sọ mũi là như thế nào. Hãy cùng chúng tôi xem qua trận đấu khi Messi 19 tuổi đã hành hạ Roberto Carlos lên bờ xuống ruộng ra sao nhé. Dưới điều kiện thời tiết mưa ướt trên sân nhà Real, trận đấu này trở thành một trong những trận đấu siêu kinh điển vì cả châu Âu đã được chứng kiến màn song đấu đỉnh cao của hai câu lạc bộ Barca và Real Madrid, nơi phô diễn tài năng của hai câu lạc bộ hùng mạnh khi ấy đang theo đuổi thứ bóng đá cực kỳ chất lượng, đặc biệt nhất là màn đối đầu của thần đồng 19 tuổi Messi và dị nhân trong làng hậu vệ Roberto Carlos. Nhận được một đường chuyền dài từ người đồng đội, Messi ngay lập tức đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, và nỗi khiếp sợ của các cầu thủ tấn công, Roberto Carlos đã kịp lao ra cản phá vào bóng của M10. Từ một pha phối hợp ăn ý với đồng đội, Messi một lần nữa uy hiếp hàng thủ Real, không vội vàng dứt điểm, M10 rê bóng qua hậu vệ đội bạn. Lợi dụng khe hở, anh tung cú sút chân trái điều nghệ. Đáng tiếc là trái bóng đi đúng tầm với của thủ môn Casillas, khiến ngôi sao người Argentina đánh mất cơ hội ghi bàn.
Trong một pha tranh chấp bóng từ phần sân nhà, Messi nhận bóng từ giữa sân. Anh nhanh chóng đẩy cao đội hình bằng cách phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Sử dụng kỹ năng bứt tốc, M10 dễ dàng vượt mặt hậu vệ bên phía Real và trước mắt anh là dị nhân Carlos. Không đau đớn, không sợ hãi, ngôi sao người Argentina di chuyển chậm lại, đánh lừa chàng hậu vệ giỏi nhất Real bằng pha sâu kim đầy tinh quái, khiến cả khán đài bấn loạn. Messi truyền bóng cho Wood Johnson, nhưng nỗ lực của anh một lần nữa bị đồng đội đập tan. Nhận được truyền bóng từ M10, chàng tiền đạo Iceland đã có pha bóng khá thuận lợi trong vòng cấm ở cự ly gần chỉ khoảng 10m, nhưng lại dứt điểm chạy khung thành trong gang tấc. Nhưng có lẽ cái người ta quan tâm hơn cả sau pha bóng ấy là việc Carlos bị một thằng nhóc 19 tuổi xỏ háng dễ dàng. Ít phút sau, chính Messi cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác khi nhận đường chọc khe rất đẹp của Iniesta. Tiền đạo này có đủ thời gian để chỉnh bóng, nhưng cú sút chân trái của anh lại đi vọt xa. Trong khi Ronaldinho mờ nhạt do bị kèm chặt, lối thoát duy nhất cho các đợt tấn công của đội khách nằm ở đôi chân nhanh nhẹn và khéo léo của Lionel Messi. Khi ấy, tài năng trẻ người Argentina là mối nguy hiểm thường trực với hàng thủ Real và không ít lần gây sóng gió trước khung thành thủ môn Casillas. Một pha bóng lộn xộn khác được diễn ra. Lần này, người hâm mộ lại chứng kiến tài năng của ngôi sao mới nổi Messi trước một dàn hậu vệ kinh nghiệm của Real. Sau khi đón đường bóng, Messi nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong khu vực nguy hiểm nhằm tìm kiếm bàn thắng cho Barca. Rất tinh ranh, anh đánh lừa được hai hậu vệ của Real bằng pha bấm bóng qua đầu đối thủ. Anh vòng ra sâu, đón đường bóng và tung đầu gối hồng đưa bóng về phía khung thành. Không để Messi thực hiện được ý đồ, Carlos đã có pha xoạc bóng ác ý phía sau bờ 10 nhưng thất bại. Còn về trái bóng, những tưởng đã được thủ môn Casillas bắt gọn thì cơ hội lại một lần nữa lại đến với M10. Thủ thành của Real thuộc tay, Messi không để vụt mất cơ hội, anh lao vào tranh bóng. M10 sử dụng kỹ thuật che bóng nhằm loại bỏ số 5 bên phía Real và có đường chuyền bóng đầy khéo léo đến đồng đội. Đáng tiếc là những đường chuyền ngon ăn của anh đều bị đồng đội bỏ lỡ đáng tiếc. Và có lẽ ngôi sao bên phía Real cũng phải công nhận Messi là một trong những cầu thủ khó chơi mà anh từng gặp, nhất là với một cầu thủ còn quá trẻ so với một người dày dặn kinh nghiệm như Carlos. Messi của hiện tại hay quá khứ luôn như vậy, không một lời kêu la. Cứ nhìn vào trận đấu ngày hôm ấy, khi mà cậu nhóc 19 tuổi luôn được các cầu thủ của Kiền Kiền Trắng bám sát và những pha tranh chấp như thế này là không thể tránh khỏi. Nhưng tất cả mọi thứ mà cậu nhóc ngày hôm ấy có thể làm là im lặng, nén đầu và đứng dậy tiếp tục trận đấu. Ngay cả khi bị gầm dây của Robinho đạp vào mặt hay là pha xoạc bóng đầy ác ý của cầu thủ số 8 bên phía Real. Trong trận đấu ngày hôm ấy, mặc dù để Barca cầm nhiều bóng hơn, nhưng các cầu thủ Real Madrid không hề để mất thế trận mà hàng phòng ngự của Roberto Carlos và đồng đội vẫn rất chủ động giúp đội nhà đánh chặn hiệu quả các đợt lên bóng của Barca và luôn sẵn sàng tạo nên các tình huống sóng gió từ những đợt phản công nhanh.
Trận đấu đêm ấy giữa Real Madrid và Barca xứng đáng là một trận cầu của cả mùa giải năm ấy, làm mãn nhãn người hâm mộ túc cầu giáo trên toàn thế giới với những pha solo đầy kịch tính nhất từ hàng công của Barca, thần đồng Messi và hàng thủ chặt chẽ của Real Madrid, dị nhân Carlos. Thêm một pha bóng phối hợp đầy ăn ý giữa Messi, Ronaldinho, M10 khéo léo di chuyển sâu vào khu vực gần khung thành, vượt qua màn soạt bóng của số 5 và một hậu vệ đang kèm cặp bên cạnh bên phía Real. Anh kêu bóng đưa đồng đội vào thể đối mặt với thủ môn, nhưng cú bấm bóng của tiền đạo số 7 bên phía Barca là quá nhẹ để có thể tạo nên một cơn địa chấn. Và bóng nhanh từ trung lộ, nhận đường chuyền bóng từ người đồng đội, Messi bứt tốc vượt qua dàn hậu vệ của đội bóng áo trắng, tung một cú sút chéo góc cực mạnh, nhưng lần này cột dọc đã từ chỗ bàn thắng của Mbunga, một pha bóng thực sự đáng tiếc. Không thể phủ nhận rằng trong trận đấu ấy, Messi với tốc độ nhanh nhẹn và kỹ thuật xuất sắc đã khiến cho Carlos và dàn hậu vệ của Real bị phá sức rất nhiều. Tuy nhiên, Real đã chơi một trận rất hay và chiến thắng nhờ đấu pháp chặt chẽ, nhất là hàng phòng ngự với những hảo thủ luôn sẵn sàng chiến đấu hết mình khi có pha nguy hiểm trên sân nhà. Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, thì hành lang cánh trái chính là đất diễn của Roberto Carlos bởi anh có tốc độ di chuyển vô cùng khủng khiếp. Nếu muốn qua bóng được anh thì đó là điều khó tưởng, nhưng cậu nhóc 19 tuổi Messi đã làm được điều ấy. Cậu nhóc đã khiến cho Roberto phải lên bờ xuống ruộng trong suốt 90 phút kéo dài của trận đấu. Vậy bạn nghĩ sao về Messi năm 19 tuổi? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.